Hình ảnh những chú mèo độc đáo, đáng yêu và tinh nghịch như bước ra từ những câu chuyện dân gian sẽ như một lời chúc cho một năm mới nhiều hứng khởi và tích cực. Và tiếp nối không khí rộn ràng của Tết thì chúng tôi sẽ đưa quý vị trở về với một làng nghề hết sức thanh bình với nghề truyền thống là trồng Phật thủ. Theo quan niệm dân gian, Phật thủ có ý nghĩa là mang lại may mắn, hạnh phúc với một năm mới thịnh vượng, tốt lành cho gia chủ. Chính bởi lẽ đó, đây là loại quả quen thuộc trên mâm ngũ quả. Bằng sự học hỏi không ngừng trong việc chuyển hóa quy trình canh tác, người nông dân ở làng nghề trồng Phật thủ đã cho ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Hãy cùng chúng tôi cập nhật không khí rộn ràng của các nhà vườn mỗi dịp Tết đến xuân về trong phóng sự ngay sau đây. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, trên bàn thờ của mỗi gia đình, ngoài những phẩm vật thường có, thì quả Phật thủ thường được bày trên mâm ngũ quả hoặc đặt trên bàn thờ để thắp hương cho tổ tiên. Nếu bày trên mâm ngũ quả, người Việt Nam thường đặt loại quả này ở trung tâm, nơi cao nhất để thể hiện một lòng thành kính với ông bà tổ tiên với mong muốn mang lại may mắn, phước lành, bình yên trong năm mới. Chính vì vậy, vào những dịp Tết, vùng chuyên canh Phật thủ lớn nhất miền Bắc tại xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, người người, nhà nhà lại đang tất bật thu hoạch trong một vụ mùa rộn ràng nhất mà họ đã trông đợi trong suốt một năm qua. Cây Phật thủ cũng đã được trồng tại nhiều địa phương, nhưng Phật thủ tại Đắc Sở vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng nhất bởi mẫu mã đẹp, để được lâu. Ông Nguyễn Văn Quang, một hộ gia đình trồng Phật thủ lâu năm cho rằng cây Phật thủ ở Đắc Sở nổi tiếng bởi đã làm theo những quy tắc của một làng nghề truyền thống mà ít địa phương nào có được. Cây Phật thủ này là cây tâm linh, nên là quy trình chăm sóc là rất là cẩn thận. Trước khi thu hoạch cái thuốc bảo vệ thực vật là cũng phải cách ly tầm hàng tháng rồi để cho nó sạch sẽ. Cái cây Phật thủ ở Đắc Sở nổi tiếng hơn ở các vùng khác, và cái quy trình chăm sóc của người dân xã Đắc Sở là nó cẩn thận rồi, nó chu đáo về mọi cái, đâm là mẫu mã của nó sẽ được đẹp hơn ở các địa phương khác cũng trồng, nhưng mà là mẫu mã nó không bằng người dân Đắc Sở. Người dân trên cả nước ưa chuộng và dùng những cái trái của Phật thủ của người dân Đắc Sở là nhiều hơn. Theo kinh nghiệm của bà con nơi đây, cây Phật thủ càng có số múi hay còn gọi là số ngón càng nhiều, các múi đều cân xứng thì giá càng cao. Những quả Phật thủ to, đẹp mã, có trọng lượng từ 1,3 đến 1,5 kg, thường có giá từ 200 đến 400 nghìn đồng một quả trở lên. Thậm chí có những quả Phật thủ có giá tiền triệu. Vườn Phật thủ của nhà ông Nguyễn Tấn Nghi có diện tích 1,5 hectare. Ông Nghi cho biết, trước đây gia đình ông cũng như bà con ở Đắc Sở chỉ trồng lúa và một số rau màu khác nhưng thu nhập thấp. Chính như vậy, từ năm 2007 cho đến nay, ông quyết định chuyển sang trồng cây Phật thủ. Ước tính, Tết Nguyên đán năm nay, gia đình ông xuất bán ra thị trường khoảng 15.000 quả. Khi mà mình trồng lúa thì mỗi hectare mình chỉ thu được tầm khoảng 45-50 triệu. Nhưng mà mình chuyển sang cây Phật thủ này thì mỗi năm mình thu được 2 nứa, thì mỗi hectare nó thu được khoảng 1 tỷ. Gọi là nó gấp khoảng 20 lần so với cây lúa. Trừ chi phí rồi thì gia đình thu về được khoảng một nửa, tầm 500 triệu. Hiện nay, toàn xã Đắc Sở có hơn 1.000 hộ thì có tới 600 hộ trồng Phật thủ. Để nâng giá trị của quả Phật thủ, tránh tình trạng đội hàng vào tháng Tết, mấy năm gần đây, có nhiều hộ đã áp dụng khoa học kỹ thuật xử lý cho hoa ra muộn, nên Phật thủ luôn cho trái xanh đẹp và bán được quanh năm. Trái Phật thủ thì là chủ yếu nó có mùa chính là thu vào tháng Tết. Thế nhưng mà với phương châm làm của tôi là khi mà mọi người tập trung vào những tháng Tết thì tôi sẽ làm những cái tháng bình thường, tức là cây của tôi là thu hoạch quanh năm. Đấy, đến thời điểm Tết là tôi sẽ làm muộn đi, thì để trái lúc nào nó cũng xanh. Đấy, chứ không làm tập trung vào Tết để mà cái lượng hàng nó sẽ ồ ạt rất là nhiều, thì vừa cực về cái chuyện thu hoạch và vừa ảnh hưởng đến cái giá cả. Ông Tạ Văn Phúc, chủ tịch hội sản xuất và kinh doanh Phật thủ xã Đắc Sở cho biết, nếu như trước đây trái Phật thủ chỉ được tiêu thụ ở phía Bắc, thì nay loại quả này đã được mở rộng thị trường đến tận miền Trung và các tỉnh phía Nam.
Gần đây nhất, Phật thủ Đắc Sở đã có mặt tại thị trường Singapore. Một số hội viên cũng đã năm ngoái đã xuất được sang Singapore 3 chuyến hàng, mỗi chuyến cỡ khoảng độ 2.000 quả. Đấy, năm nay thì những mối hàng đấy thì cũng đã được đặt hàng và chúng tôi cũng đang khuyến khích bà con là mở rộng cái thị trường sang các nước như Nhật và Hàn Quốc. Theo chính quyền xã Đắc Sở, từ chỗ diện tích chỉ khoảng 20 hectare năm 2010, đến nay toàn xã Đắc Sở đã có trên 350 hectare trồng quả thủ. Nhiều người dân Đắc Sở đã thuê đất vùng bãi ở tại xã khác như Tiền Yên, Hoài Đức, Sài Sơn, Quốc Oai và huyện Đan Phượng để trồng loại cây này. Nhiều hộ giàu lên nhờ trồng quả thủ, thu nhập lên tới 1 tỷ đồng một năm. Ngoài giá trị kinh tế, cây quả thủ còn thu hút được nhiều lao động nhàn rỗi tại địa phương, nâng cao đời sống kinh tế cho bà con. Cây Phật thủ thì có truyền thống khoảng độ 20 năm nay của người dân Đắc Sở. Người nông dân Đắc Sở thì trồng cây Phật thủ và chăm sóc thì rất là cẩn thận và cũng cho một hiệu quả kinh tế tương đối là cao để giúp bà con nông dân phát triển kinh tế, ổn định sản xuất. Hiện nay thì địa phương chúng tôi cũng có rất là nhiều chính sách hỗ trợ bà con nông dân về vốn, về khoa học kỹ thuật để phát triển và đưa cây Phật thủ thành mũi nhọn, phát triển kinh tế, hỗ trợ bà con để xóa đói giảm nghèo và ngày càng phát triển hơn, ổn định kinh tế gia đình. Là vựa trồng Phật thủ lớn nhất miền Bắc, với kinh nghiệm hàng chục năm cùng với thời tiết thuận lợi, cây Phật thủ năm nay cho ra nhiều quả đẹp với đa dạng giá cả, hiện đều đã được thương lái trên cả nước đặt mua từ rất sớm. Dự kiến năm nay, các hộ trồng Phật thủ tại Đắc Sở sẽ đưa ra thị trường khoảng 2 triệu quả. Do thị trường được mở rộng nên giá cũng sẽ cao hơn từ 20 đến 30%. Người dân ở đây từng nói rằng cây Phật thủ chính là cây vàng, cây bạc giúp họ đổi đời. Chính vì vậy, người Đắc Sở luôn nâng niu từng quả Phật thủ từ khi cây ra hoa kết trái rồi thu hoạch cho đến khi đóng gói, vận chuyển đi tiêu thụ. Những chuyến hàng được nhanh chóng chuyển đi để phục vụ Tết Nguyên đán và các lễ hội trong dịp xuân mới. Cuộc sống của người dân tại nơi đây đang được thay ra đổi thịt từng ngày từ chính việc trồng loại cây đem lại sự may mắn này.